Phần lọc này mẹ quay với bạn này. Tớ Đây là đấy, đội đúng trưởng. rồi. Cậu mà cũng đòi làm đội trưởng vì tớ để xuống mà. Nếu cậu không có tụi tớ cứu thì cậu đã làm đội trưởng trên thiên đường rồi. Hai lại nữa rồi. Chỉ giỏi cãi cọ. Ăn dưa không? Có. Trời ạ. Xem đây. Vèo. Nó này bụp. Băng. Băng. Lại đây. Có bọ trái cây lọt lưới. Ôi chết. Trên sàn đấu tìm biết chưa? Chưa. Rõ ràng vừa thấy tụi nó chạy về đây mà. Hay tụi nó chạy đi đằng kia rồi. Đằng nào? Nó chính là chỗ của loài ác thú kinh hoàng. Ê ê ê. Này quá zombie không đuổi theo. Này quá zombie không đuổi theo. Chỗ này giống đấu trường La Mã cổ đại quá. Đấu trường kiểu này có nhốt nhiều thú dữ. Thời La Mã cổ đại người ta thích vào đấu trường để xem đấu sĩ thi đấu với thú dữ. Trước khi ra đấu trường, thú dữ sẽ bị bỏ đói chục cày nên càng hung ăn. Khiếp quá. Có cái hố gì thế? Quá. Đằng kia cũng có. Anh ơi, chắc tụi nó cũng là đồng bọn của chúng đấy. Cắn chúng đi. Grrr. À, quên không đọc trang này. Khiếp quá. Tiếng gì thế? Đừng nói là có thú dữ ở đây. Đi tham quan nãy giờ. Đói bụng quá. Trời ạ. Sâu liêm lại đây. Gì thế? Cậu đoán xem đây là cái gì? Không biết. Hay bấm thử xem. Không được. Tớ cảm thấy thứ này rất nguy hiểm. Đừng chạm vào. Được, tớ sẽ bảo tay tớ nghe lời. Nhưng tính tò mò của tớ thì không. Trời. Rầm rầm. Quỳnh quỳnh. Có cái hố. Gì thế? Quái. Đằng kia cũng có. Anh ơi, chắc tụi nó cũng là đồng bọn của chúng đấy. Cắn chúng đi. Guru. Đã bảo cậu đừng có động cái nút rồi mà. Họ sẽ chết mất. Đừng sợ, tôi lại tìm thấy nút màu xanh. Nút đỏ là lên, vậy nút xanh chắc là xuống. Bấm nào để hai con khủng long chui xuống đất. Sao tụi nó vẫn không xuống nhỉ? Để tớ bấm vài cái nó xem sao. Giờ thì cậu đã biết tác dụng của cái nút xanh rồi chứ. Tớ sai rồi. Ha. Đây là những kẻ đáng ghét đã hại đồng bọn của ta. Chạy mau, chẳng cần nói tớ cũng biết. Anh cứ để hai con kia cho em. Đuổi theo. Lúc đánh nhau với đậu bắn súng trong cậu ách lắm cơ mà. Cậu đua. Ai mà đánh được khủng long nữa chứ. Con đọc được mấy trang rồi? Nhiều trang ơi. Đến lượt mẹ. Con quay các bạn mà con giới thiệu lượt. Lại nữa rồi.
chỉ trong sách đây, thôi nhé. Con quay các bạn, con đọc cho mọi người đọc đấy, con quay đâu con đọc, đọc 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 cho mọi người đọc, đọc ở trong này. Cậu làm gì thế? Xuất ra tuyệt chiêu của tớ. Tuyệt chiêu ấy à? Ánh sáng hóa ngốc. Xem đây. Ôi đôi mắt này to tròn ngơ ngáo. À ngơ ngác. Ơi trời. Tôi dễ thương thế này mà cậu nỡ cắn tôi. Cắn thì không. Nhưng sẽ đá. Đá. Đợi đã, chúng ta không quen biết sao các cậu lại đánh tụi sao các cậu lại đánh tụi tôi? Vì tụi này là đồng bọn của chúng. Chúng đã sát hại nhiều đồng loại của tụi tao. Ôi chạy nhanh quá, nó là khủng long Hara, chạy nhanh là phải. Long Hera sống ở cuối kỷ tam điệp, răng rắc máu nhọn là loài ăn thịt hung dữ. Ê, mẹ ơi, sắp hết pin rồi. Pin thấp hơn 20%, vui lòng kết. Mẹ ơi, không kịp thời xuất hiện trong cuộc sống của ấu thơ của các em, đây là một điều rất đáng tiếc. Điều đáng tiếc này lẽ nào không phải là do bố mẹ giáo viên và toàn xã hội coi nhẹ việc đọc sách của trẻ em hay sao? Ngoài ra cần phải nhắc các bậc phụ huynh rồi mới quay hết. Bản lược trích chỉ những bản in đã được cắt gọn biến thành bản có số chữ ít đều khá đơn giản nhưng mà chán lắm mẹ. Chỉ những một sách
Mẹ ơi. Con cứ quay đi để mẹ nấu nhé mà. Chỉ bắt cho nó nguội. Bây giờ mới hết dùng nữa. Sao mà lâu vậy? Chiều rồi à? Chiều rồi đúng không? Chiều rồi hả mẹ? Thôi. Mẹ ơi, con không muốn quay nữa mẹ. Con cứ cầm thôi, đợi mẹ mẹ lên ngay bây giờ đấy. Mẹ gắt cái này xong mẹ lên đây. Mẹ ra đây quay tấm thơm cho mẹ đấy nhé. Con đây. Con đây. Phải đấy. Vừa rồi gửi mùi thơm, vừa rồi quay. Cầm cẩn thận cho người vợ. Nó chứ. Nhiều thật đấy, nhiều thật đấy. Nhiều 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 nhiều. Ừ, các bạn ơi, đây là nồi nấm hương của nhà mình, mộc nhĩ nữa. Đây là nồi nấm hương mộc nhĩ của nhà mình đấy. Đây là nồi nấm hương mộc nhĩ của nhà mình đấy. Ngon lắm. Ngon lắm mọi người ạ. Con có nhìn thấy cái nồi không? Có. Nó đang sôi đấy mọi người. Nó đang sôi đấy mọi người ạ. Mẹ đừng có nói theo nữa. Thế con tự giới thiệu đây, mẹ đỡ phải nói. Con nói theo mẹ, con hỏi mẹ nói theo con. Đi ơ nè. Mà quên đáng đặt rồi. Không biết nói gì với mọi người. Nghe để mẹ nói. Mọi người ơi, nấm này ngon lắm, mình thích ăn nấm. Mọi người ơi, nấm này ngon lắm, mình thích ăn lắm. Mọi người ạ, ngon thơm lắm. Thơm nức nồng nực. Thơm nức mũi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, bẩn nết của yên xe rồi. Nó đầy quá mà. Ôi giời ơi. Là rồi ơi. Rồi ơi rồi. Rơi thì cũng phải vào đây. Nằm im ạ, không được rơi. Rơi xuống đất nó mất ăn để nó nguội. Mình quay ra cái nồi này. Mẹ gắp tiếp. À, gắp đấm đi mẹ. Thôi cái chẳng cái tránh xa ra không ạ. Ẩm cái pin của cái điện thoại đứng xa ra. Đứng xa ra đứng lên đi. Không nó nóng lắm. Nó ẩm vào cái pin là hỏng pin. Nó không quay được. Ừ, để con đứng xa, để con đứng lên con quay mẹ. Mộc nhĩ phải rớt ra trước không là nó ỉu mất cái mộc nhĩ. Mộc nhĩ ăn phải giòn nó mới ngon. Mộc nhĩ nhanh chín. Nấm hương này ngâm được. Con quay xung quanh nhà còn sáng hơn mẹ. Ở mọi người ơi, ăn nấm hương này giòn như là ăn lên ăn sụn đấy mọi người. Ngon lắm luôn đấy. Chỉ đi đi con mình ăn bao nhiêu hết rồi mà cho ấy vào đây nhá, để cho miến vào đây nhá. Cái camera ê một nghĩa là phải vớt hết ra không một nghĩa nó ra. Mẹ ơi. Ừ. Con phải quay vào đây chứ con quay đâu ấy cho mọi người nhìn. Mọi người ăn cùng với mình đi. Con ơi. Mẹ gắp ra đây mấy cái nấm nhé. Mà xô xô ăn, xô xô thích ăn nấm. Nấm này xô xô rửa đấy mọi người.
Trung Hoa lắm. Quay ra đây con, quay cho các bạn nấm lên hình đi. Đây cho bọn tớ vào hình các bạn ơi. Đây tớ cho các bạn vào nhé. Ê, nấm cũng biết nói nhỉ. À, bọn tớ là một món ăn tươi ngon. Hay lắm. Ôi, nấm to thế. Quả nấm này là su su rửa này. Su su khoe mẹ. Ôi, nấm gì mà to thế mà mẹ. Chân nó to lắm đấy, mọi người ạ. Ăn nấm mới ngon. Thì nó đi ăn lên giường con mẹ. Đứng mãi mỗi chân quá. Nấm khổng lồ rắc hết rồi. To vật vã. Gắp xong chưa đấy? Gắp xong. Đúng rồi, chân quá. Nhưng mà muốn ngồi xuống thì cũng không được. Mệt quá. Cái gì rơi nhỉ? À, nước ở trên kia nó rơi. Trời nắng thì là dột, trời mưa thì là không dột nữa. Được rồi. À, nó cho nấm. Trời ơi. Nếu nó con đi cẩn thận, không vang vào đây mà ngủ nhé. Vang gần nhau. Nó còn muốn nó nguội nhanh. Nguội nhanh vào cái này nóng lâu lắm. Lấy quạt. Con cầm cái khoai con ăn nốt đi. Rồi, con đi ra để mẹ lên. Con lên con quay đi nữa. Mẹ mang đi mát một tí, bỏ cho nó. Mẹ mẹ mẹ. Quay cho các bạn xem cũng đây là đĩa nấm của mình nha. Nhưng mà con thích cứ nguội nhanh. Nhưng tớ bây giờ con nói khác vậy nhé. Nhưng tớ muốn nó phải nguội nhanh nên tớ sẽ dùng quạt. Bây giờ nó mới nguội hả mẹ? Thank you.
cây nấm. Hai đĩa nấm một đĩa một nhĩ cơ, bát một nhĩ kia. Đấy bạn ơi, bạn làm tớ ngã rồi. Ừ. Để em để em đặt đứng em để mẹ tìm cho. Đây là từ đó đọc tiểu thuyết dài. Đó đĩa nấm. Bạn tìm được con đẻ rồi chưa? Con đi tìm được rồi. Ừ, rồi. Nó rơi ở đâu? Nó rơi ở. Đấy, không cho các bạn ấy à? Con review cho các bạn xem, đây là một đĩa này. Đây là đĩa thứ hai này. Một đĩa. Hai đĩa này. Đĩa này. Hai đấy. Đĩa này. Con cầm lấy để mẹ mang đĩa một đĩa này. Ừ. Ngon quá mẹ. Nhấm ngon quá. Nguội rồi. Nguội rồi. Con cụm lên. Cụm vào nhá. Đến 10% rồi. Kinh đỏ rồi. Kinh đỏ rồi mẹ ơi. Đấy, hôm nay được ăn tẹt nha, thoải mái. Đây là mộc nhĩ. Thôi mẹ đừng có quay nữa, chẳng nó hết pin bây giờ. Ở đây, mẹ lên đây mẹ vừa sạc pin vừa quay. Sao con không biết cắm vào đây nhỉ? Đây là cái sạc của nó này. Đánh cái cầu lông đầu. Mùi ngon thế. Vừa bạn. Nấm vào là gì? Đây mẹ con mình ăn miến nấm. Nấm mèo. Có gì vậy? Lại nó thế. Đây này. Cái này thì cái này. Tự tử.
chọn đường chuyển thế giới hay còn gọi là đúng mừng con nha. Sang năm mới thêm tuổi mới nhá, mà con được 6 tuổi rồi đó. 2024 trừ 2018, 14 trừ đi 8 mấy? Bằng 6, 8 6 là 14 rồi, nó 6 tuổi. Cậu bé của mẹ đã được 6 tuổi rồi. Bí mật của nàng mái Doraemon là gì? Con cho mẹ xem nó nhé. Nghe. Album kỷ niệm của Doraemon. Xe ba xe cùng bé nè. Ngủ quên bị chuột gặm mất đôi tai, khiến Mini được một fan cười vỡ bụng. Tức cười quá đi mất. Xin mời xem tiếp trang sau. U đầu. Mẹ ngủ quên bị con chuột nào đâu tắt cái ấy vào tai nhỉ? Đây. Mẹ ngủ quên bị con chuột nào lắm. Không tắt xốp vào tai. Ôi chết. Con chuột này. Con chuột này mà con mà bắt được thì nấu chín luôn. Thank you.
giờ mới bắn. Làm sao? Con ăn đống con mời mọi người không? Ngồi rồi. Ngồi nhá. Ngồi lại. Mời các bạn nha. Mời các bạn ăn cái gì với mình? Mời các bạn ăn nấm nha. Nấm ngon lắm mọi người ạ. À. Nấm ngon lắm mọi người ạ. À. Mũ kim cô là của Tô Ngộ Không mà. Con nóng hơn cái này con quạt này. Không, con muốn tắm ngay. Tắm ngay đã lấy nước lòng tắm. Con này con ra giữa này cho mẹ đấy. Rồi. Ra giữa này cho mẹ mới không đơn. Con ơi. Con đây, đấy con đây. Con đây, con đây. Ừ. Vẫn mở sách rồi. Con lấy cầm đi. Con cầm chắc vào. Đưa đưa đưa. Đây. Cầm cho mẹ nhá. Cứ cầm như thế. Đây. Đừng có thay đổi vị trí nhá. Thế này á? Thôi được rồi, thả lên. Đứng vào. Lệ xuống đất rồi mẹ. Kệ. Mẹ ơi 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 mẹ đừng có dẫm vào cái dây nó hỏng không ra.
ra đây ngồi. Ngồi. Dọn đồ đấy. Bật máy tính làm gì hả mẹ? Vậy em mời mọi người ăn nhá. Ừ, tôi cho miếng vào quần. Miếng miếng. Kết thúc bốn phần nhỏ của một bộ chương đa phần C, hỗ trợ trí tuệ và một số năng lực học tập về vấn đề đọc sách ngoài giờ học. Tại sao có những đứa trẻ không biết đọc sách đó là và những đứa khác thực hiện thời gian đó có được học tốt hay để kết thúc nhiều hơn do cách đọc sách tốt và cách đọc sách tốt của đọc sách. Mẹ ơi không muốn đi. Còn cái này treo rồi. Giờ học có 10 phần là 27 phần nhỏ.
đi sửa lại, sửa tái sửa hồi. Người ta nghỉ hết giá rồi nó sửa. Thành tích học tập chỉ đạt
mà ngon quá. Không, 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 không,
vô đây. Ê, sao nó lại đen ròm? Ê, à nhầm mẹ ơi. Con chơi zombie ở điện thoại mới được không? Xem đấy. À, con thích chơi á. Thank you.
Jean Piaget. Đây là nấm. À đây là quyển học nấm. Đây là đây mới là nấm, đây là miến. Ê rồi cả. Rồi nó sợ miến ra ngoài. Này. Con ăn miến không? Ngồi đó, ngồi đây. Sao làm cách nào mà xoay được nó thế? Quay đầu ra. Ai để xoay? Dễ không? Quay ra cho nó sáng. Con mời mọi người ăn. Nhìn nó lên mắt này. Mời mọi người ăn nha. Nấm ăn. Nấm ăn. Nhắm ngon lắm các bạn ạ. À, hành phi. Đây là hành phi các bạn nha. Hành phi này mà ăn lấy mùi với mì dắn đánh trộn lên. Nó dính vào nào. Ê, có con sâu đang đục khoét gặm nhấm bên trong cái cây này nhẹ. Ý là sẽ cô đếm
là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 10. Không, có mỗi 8 cầu thủ nữa, thêm 1 càng nữa. 18 đi à? Không. Người ăn ăn mô bê ca ăn bánh lú lẫn. À, bánh lú lẫn. Lú lẫn hay không gì được. Lú lẫn. Lẫn cũng được mà. Lẫn mới lẫn nó khác nhau. Lẫn là đấu hỏi, lẫn là đấu ngã. Lẫn làm sao mà thành lũ lẫn. Chẳng mấy chốc các em sẽ bỏ ra xa suốt. Bắt đầu tụi mình sẽ không bao giờ rủ nó nữa. Vì nó lười ạ. Nó lũ lẫn không, không. Tại vì nó đã ăn bắn lũ lẫn. Bóng chảy. Mình thèm chơi. Bụp. Wow. Lũ lẫn ăn à? Cái gì hả? Mẹ mà gọi con là lú lẫn á, con có phải là bánh lú lẫn đâu. Nóng à? Cắn. Ăn nhiều rồi mà cắn. Gấu, gấu, gấu. Nó đang bị chó đuổi này. Ăn nhầm nhầm ăn nhầm nhầm. Ê, cho con ăn. Đây. Hành này mẹ phi ra vàng ươm nè. Thơm lắm. Ừ. À, thơm. Cảm ơn. Ăn nhiều mà thận mỡ bụng vì nó ngon quá mà. Trên trời ăn cỗ mà có thể ăn thế này nữa, chả ngon hơn, nó còn ít hơn nữa. Ừ. Mẹ thấy con không uống. Uống xong rồi để ở đây, để em thấy nó chặt. Để cạnh con chứ. Trong trường cấp 2
Ở nhà bố nói không nghe lắm. Bố có một hiện tượng gọi là học lệch. Có khác rồi. Lỗi à? Là một sự thách thức của mối quan hệ giữa việc đọc sách và lực học nói tiếng ở đây. Càng đánh đấy. Một số em trai đánh đâu? Nếu đó mình liều ở đấy thì cả hai mẹ con đều bị đánh rồi đấy. Đá luôn đúng không? À, nói ai đá cơ? Bố bảo à? Ngon lắm. Ngon. Hành nó dính hả? Ăn cái gì cũng rất đau khổ. Mấy cái cam gì chị ạ? Con chị ăn. Con lợn đứt lợn đấy. Ừ. Con chả biết sủa. Con mẹ chả nhìn nó dí vào đâu ở đâu. Đây à. Trong đấy này ai mà nhìn thấy. Chả thấy đâu. Thôi dần dần nó mềm ra là nó rơi nữa. Trăng. Trời mẹ no lắm rồi con. Mẹ không ăn được nữa. Thôi tí nữa nó ấy ra nữa mà. Này ăn cái này rồi nó rơi ra. Là vừa. Con vừa ăn nấm nó tính mà. Không. Là hành. Ừ. Ừ. Vâng. Đúng không? Nhưng tổng số điểm không đủ, cuối cùng chỉ vào ba toán của một trường đại học bình thường. Anh nói qua mấy năm đại học tôi mới thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của môn văn. Hàng năm trong số 10 học sinh có điểm thi đại học cao nhất của trường anh, cảm xúc nó mất mẹ. Dạ. Nó làm sao mất được? Mất cảm xúc à? Mất cảm xúc đây. Nào cảm xúc cũng mất rồi thì chịu, không có gì cả. Nhưng mà thế cũng được chứ sao. Mất cảm xúc cũng được. Khi nào mất điện thì con cũng không khóc. Ừ. Không có cảm xúc đúng không? Ừ. Ừ. Ngon. Dù không có cảm xúc nhưng con vẫn nói như thường thôi. Ừ. Có cảm xúc không? Đây cảm xúc. Ê. Đây. À. Cảm xúc ăn ngon là được. Biết cái nào ngon ăn là được. Mất cảm xúc rồi. Ngon quá. Hành phi ăn với nấm thơm, à, ăn với miến thơm. Bẻ lên ở nhà á, nó mà bẻ vào trong á. Ừ, cứ đang nhập tạo cảm xúc này, thì mới lấy lại được cảm xúc. Con này, cái bóng này bên nó mà quay vào trong con bẻ nó ra ngoài, con đặt xuống sáng. Nè. Có sáng hơn không? Có ăn nấm to nữa. Nấm khổng lồ đó. Hương vị của mùa thu.
có nấm. Đi hái nấm. Ngấm nhiều nước. Đấy là hồng được rồi. Đấy là được rồi. Đấy là cái hàng mất không ăn được rồi. Nước rồi. Vì cái nước nó ta hàng nó trôi đi. Nhưng mà mẹ cần câu đâu mà ra sông câu cá. Mình thích mẹ câu cá lắm. Mình rất đi câu rồi này. Đâu, đâu. Mình thích mẹ con mình đi câu cá nhựa. Đúng không? Nhưng mà cái gần câu không có gì thì câu dễ hơn mẹ. Thế mà các bạn phát hiện lấy mất, đáng lẽ ra con phải đem cái gần câu câu sang cái bàn kia chứ. Thế mà lại không cho con. Mẹ không mất gần câu. Đâu mẹ con mình về phải để gần câu đấy. Đầy gần câu. Không, không phải đâu. Con thích mấy cái gần câu kia, con chỉ thích cái gần câu không có cái gì thôi mẹ. Có mỗi cái hàng trăm. Ăn miếng nấm nhỏ. Nấm nấm à? Nấm nấm ở đây có ăn không con? Hai đĩa nấm, hai đĩa mộc nhĩ không mà ăn đẹp nha. Nến tàu hành tỏi ngon. Bây giờ chúng ta đi vào phần nhỏ 2 của mục 5. Ngon quá. Con mình ăn giỏ ăn chay. Nhưng mà mắm không.